Má không được. Na nó bệnh thì phải làm ở nhà, bà làm bà mở rồi ở nhà xui gì đúng cái dịch luôn, nhà trường đúng dịch luôn. Na bà dạng lắm. Muốn uống sữa mấy lần luôn mày, muốn uống sữa mấy Thôi lần thôi thôi, mẹ nói sao phải nể mẹ luôn, luôn. Không đâu, chịu khó muốn ghê. cắt rồi, Tôi muốn sửa hồi cắt trưa luôn. trừ đúng một lần duy nhất chưa sửa Không lại, đâu, nhưng mà chắc Loan phải đợi năm nữa là Loan sửa lại. Bây giờ Sài Gòn sửa cho mũi tay và chữa mũi bay á, cái đầu mũi hết đây nhọn á. Đúng rồi đó, đẹp ghê. Rồi, hai chị em mình làm lại hả? Kalajua rồi đúng không? Chị vừa lên xí là cần đi đến đó. Nhưng Sao mà anh đi kêu là chị bao giờ lên ngủ? mà Cali qua răng không nghe tiếng luôn, ngày nay răng không nghe à, ở bên kia mới nghe chứ ở cái phòng bên này ít nghe. Đây lau cổ ông Huệ xuống ra. Bà làm ở đâu bà? Làm được không?
to thì cái to to nó có nặng được không nha? Đang nặng rồi. Còn chưa? Rồi. Ra chưa? Rồi. Chỉ có cái mặt, có cái tay bà mới nổi thôi. Đừng đưa tay lên. Vy có chơi bài không? Vy cầm nó luôn. Yên tâm. Cái ông màu tâm kỳ mà tôi giới thiệu bà mà đi ô tô màu đen á, mặt ông cháy mù đó, đỡ đó ông ngoài mỗi tâm kỳ mà đi màu đen tiên tuấn đi chết liền á. Ừ. Dạ đi gặp ông mới đỡ đó, làm bên bà đó làm bà mấy lần khách không nhiều mà không đâu biết. Ừ. Cái nhìn miệng nhìn mặt là biết. Ừ. Để coi MV nói chi đi. Mấy người làm
để chị bé gọi không? Chờ xí vậy. Hai người đi chung à? Em đi làm xong thôi, biết là gì đó là không có gì lo, chúng ta mặc đi. Lon một ống bên bà là mấy tiền lon? Hả? Chưa lơ. Tùy loại chứ. Giá bao nhiêu thì biết. Loại bình thường ha. Thế là bà ưng qua sĩ thì ra. Không ý là tầm khách là bao nhiêu tôi tư vấn khách hàng. Ví dụ như tôi tiêm à. Tiêm thì tôi tiêm 1,5 triệu, 1,3 triệu. Hai loại. Nếu mà tiêm nhiều là giá khác nữa. Tiêm ví dụ tiêm má thì giá nó sẽ